Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một sản phẩm, đó là hoa giấy lụa với thiết kế mới bằng cành nhựa như thế này. Với cành nhựa này nó sẽ có các ưu điểm như sau. Thì cành nhựa này các bạn sẽ dễ sâu hơn, sâu nhanh và sẽ không làm cho hạt xốp bị rách. Thì đây là cái sản phẩm mình làm ra. Với cành nhựa này á, thì các bạn sẽ có cái độ dài hơn và khi ra sản phẩm á, thì sẽ tạo nên trông có vẻ là mềm mại và uyển chuyển hơn so với chai nhựa. Chúng ta cùng bắt đầu làm một cái hoa như thế này. Sẽ làm có 3 lớp. Cái lớp trên cùng nó là sẽ đục lỗ hình tròn và hai lớp dưới á, là đục lỗ hình chữ thập. Nhưng các bạn để ý là hai cái lớp này á, chúng ta để cái so le với nhau thì ra cái hoa nó sẽ đẹp hơn. Với cành nhựa này á, thì nhà sản xuất đã những cái đầu này nhà sản xuất đã cắt xéo cho các bạn để dễ sâu hơn. Cứ mỗi hoa hoặc lá sẽ được kẹp bởi hai hạt mút. Với cành nhựa như thế này, chúng ta sẽ ghim hạt xốp rất là dễ dàng và có thể kéo tới kéo lui rất là thoải mái. Với cái hoa ở đầu cành thì ở dưới đế chúng ta sẽ cho hai hạt xốp. Cái lớp trên cùng của cái hoa khi có cái lỗ nè, chúng ta sẽ dễ dàng sâu vô. Sau đó các bạn sẽ bẻ cong lại 1 đến 1,5 cm. Và chúng ta sẽ cho nó gài vô hai hạt xốp ở dưới để tăng thêm độ chắc chắn của nó. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Thì bước cuối cùng chúng ta để vô chậu. Khi mà để vô chậu, các bạn muốn nó cố định và nó vững hơn thì mình có thể cột một cái vật nặng vào đây và để trong chậu như thế này. Khi để vô chậu thì các bạn lưu ý là mình sẽ phân đều ra những cái sợi dây này cho nó đều lại. Đó. Trong trường hợp treo tường thì các bạn sử dụng cái nẹp, nó có cái đinh sẵn trong đây thì giá thành nó rất là rẻ, thì các bạn sâu vô và dùng búa đóng vào tường như thế này.